Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Duy Khả nè mọi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu up 110 và cũng như là Khả sẽ FAQ 120 nè mọi. Và tính sơ sơ thì tầm này phải anh nghĩ mình cam vạn 2000 đến vạn. Như là FAQ nó là 2000 vạn, nó hết 4500 nè mọi. Khả đang còn 4600 thôi mọi. Không biết là Khả mua anh đủ nói không nè. Đâu ok. Bây giờ thì Khả mua Evan cam vạn nè mọi. Evan cam vạn này thì chỉ bỏ tiếng dạng thôi mọi, không cần không cần tốn kém cái tốn kim gì cả. Cái thằng bánh này rồi đó, cái ốp cấp rồi, ốp cấp rồi, ép 120 nha mày, ốp cấp nè. Tạo giờ Khải còn 700 730 triệu nè, 730 triệu cắn luôn. Bot đâu, bot nè, cái mũ ba nè, vé số nè. Đấy, đánh cái này, mở cái này chủ yếu kiếm là bài bot nè mày. Cái này Khải nghe mình cao vạn luôn nha mày. Này cao vàng sẽ up kiếm 120 luôn. Một lần bài boss nữa nè. Hai cái. Tính là anh gần 500 cái rồi, vẫn hai lần bài boss rồi. Vừa kết luôn nè, hết tiền luôn nè, ba con. Đây được 10 con không? Má cố gắng kiếm 10 con bù lỗ nè. 10 con là được khoảng kim hơn nè. Mới 3 con à, vãi nè. 4 con. Với số nè, số được bữa nào ngày 26 tháng 4 nhận thưởng nè, 25 tháng 4 nhận thưởng. Ôi, vừa khít luôn, vừa khít 110 nữa mà. Rồi, được 6 lần bài boss cũng được gần được kim. Rồi, cũng được tầm 500 vạn nè mà. Được tầm 500 vạn, bù lỗ. Rồi. Gắt có 1 lần bài boss cho chồng rồi. Má vừa khít 110 luôn, Nguyễn Dương Lan à. Vãi đáng. Rồi đi ép nè mày. Thì đợi ép kiếm 120 thì Khải đã chuẩn bị cho mình đầy đủ nè mày. Đó là 3 viên thủy tinh nè. Rồi 3 viên tinh khổng màu được Khải đi giao dịch con nữa. Một lục lam nữa, Khải lấy thêm 1 nhân lam nữa. Hôm qua này Khải lấy thêm 1 nhân lam nữa. Vừa đủ luôn nè mày. 2 cây giảng với lại 2 lô 3 viên kiếp, 3 viên thủy tinh, tỷ lệ 100%. Hai con quanh này có một con diễn lam nè, diễn lục nè. Cảm ơn diễn lục bên này. Ok, có lục nè. Cảm ơn diễn lục bên này. Lên 120 cho giả đan nè mày. Tầm này ép có cái bí kiếp 120 giả đan này nó tốn khoảng tầm 15 kim quay đầu nè mày. 2000 vạn tầm này là đã khoảng 4 kim rồi. 2000 vạn khoảng 4 kim. Tốn thêm 2000 xu là 6 kim. Hai cũng biết kiếm cũng cho 3 kim nữa là 12 kim. 3 viên thì tinh 1 kim nữa là khoảng 14 kim thôi mà. Khoảng 14 kim. Đây cái Khải ép trước nha, ít hơn biết nó lên giá hay xuống giá là chưa biết được nữa mà. Rồi, bây giờ Khải sẽ mở cũng biết kiếm giỏ đan. Vừa rồi anh mình các bạn thì chắc được 150 mấy băng hội, 146 cá nhân thôi mà. Giờ mở hai biết kiếm cũng biết kiếm giỏ đan này thì chọn nha. Đây, Thái cực quyền phổ này, Thái cực kiếm phổ này. Bây giờ Khải mở Thái cực kiếm phổ trước nè. Rồi, kiếm phổ nè. Nhưng Khải sẽ mở tiếp tục là Thái cực quyền phổ, là giỏ đan quyền nha. Rồi. Ép lên 120 nữa mà, không chờ đợi nữa mà. Má nóng lòng quá rồi. Rồi. Thì mình sẽ mua một cái phổ đó ép 120. 100k được khoảng 1k hơn 1k vạn, chưa đến k vạn dũng kẹo thôi. Tầm này 1k vạn đã 120.000, 130.000 rồi. Nên là 100k vì đồng đồng thì không đến 2k, không đến 1k vạn nha, không đủ 1k vạn nha. Rồi bây giờ Khải lùm xu qua. Đâu, 2 kim nữa nha Nam. 2 kim nữa nha. 2 kim được, Khải mua cái bí phổ 120 nè. Rồi, tối nay là 120 liền luôn em ơi. Ít hôm đi giả bùa cho ba em ơi. Ôi, 1 kim ở đâu có tiêu rồi. What the hell, nó lầm ra mà. Nói chung là lên nó biết kiếm 120 là hết 1 triệu nữa mà, hết 1 triệu. Đó, bây giờ cái xác Khải có giá trị là thêm 1 triệu nữa rồi nè em ơi. Đó, ép 120 nha, 2 casu mua cái này đi. Bí phổ cắm 120 nè. Dùng đỡ ghép bí kiếm 120 tại Hồng Kim Tôn Giả Thương Dương, chính xác nó nè. 2 kim nè. Rồi, giờ ép nha nè, tỷ lệ 100% nha em ơi. Giỏ đan nè. Bỏ vô nè, một bí phổ nè. Hai cuốn bí kíp nè. Ba viên thủy tinh nè. Rồi, hai cam vạn nhanh rương đủ nè.
Dạ. Hãy được vào bí kíp pho thôi. À, được một cái bí kíp pho thôi mà. Chứ không được hết. Rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Rồi, cánh ngân năm. Ôi trời ơi, có ngày này mà sức ý bất nhiễm. Ok. Cho đi chan này làm việc thôi Nam. Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ đi chan em ơi. Rồi bây giờ đi chan cho nó lên phần trăm anh em ơi. Giải gì đâu. Hết tiền vàng luôn, hết 4 cái máy vàng luôn. Má, hết năm hết gần 600 nghìn liền tiền vàng liền đâu. Phải đăng vô. Rồi. Giờ cái quá. Hết 4 cái vàng liền đâu. Rồi. Vô đi chanh tí đi làm gia tổ nè mà. Qua 12 giờ làm gia tổ nè mà. Đó, nói chung chơi là phải máu nè mà. Lên trước 112, lên trước 120 trước á. Cho nó lên phần trăm cho nhanh em ơi. Chứ tầm này liền 120 chậm lắm, không có nhanh được đâu. Rồi, đi chơi. Quá đẹp. Rồi. Rồi em ơi, sau khi thành công thì khảo ép cho anh em xem nè. Số ước bất nhiễm, giải bùa nè mà. Cái này là giải bùa nè mà. Hiện tại đang là giải bùa là 32 giây giải một lần. Với cấp này thì 32 giây giải một lần em ơi. Hết tiền luôn. Còn đúng 100 vạn túi. Đói meo rau luôn em ơi. Đang đợi tới dành tiền đánh lên bài boss anh em. Hết tiền luôn. Rồi quá đẹp anh em ơi. Rồi. Đó anh em thấy ok không? Đã bây giờ con võ đang thì sau này mình có chuyển phái anh em. Thì cái skill 120 thì nó vẫn có trong người nha anh em ơi. Ví dụ khai chuyển đường môn là nó vẫn chuyển 120 qua đường môn, cũng như là khai chuyển con công lôn thì nó vẫn qua con công lôn nha anh em. Nó vẫn qua skill của con lôn 120 nha anh em ơi. Nói chung là chuyển phái không mất nha mọi người. Chuyển phái không bị mất nha. Đó. Đúng rồi, giờ thỉnh chúc rồi. Xe bên này 110 đã được 120 rồi nè mày. Quá đẹp. Sức ứng bất nhiễm. Đây là gọi là giải bùa nè mày. Thời gian khôi thời gian phục hồi chủ thức là 33 giây. Rồi thời gian khôi phục chủ thức là 33 giây. Sắc sức là giải 19% loại bùa. Bỏ trạng thái dị thường cho đồng đội này. Và sắc sức 19% loại bỏ và miễn dịch trạng thái dị thường trong 1 giây. Hiện tại đang giải bùa được 1 giây nè mày. Gọi là bất tử trong vòng 1 giây. Nhưng mà tỷ lệ thành công chỉ có 19% thôi. Cấp thấp anh em ơi. Chỉ mới 19% thành công thôi. Giải ví dụ như giải 5 cá chắc được 1 cá thôi anh em ơi. Thôi này giải mới cũng phèn anh em ơi. Giải 5 cá được 1 lần thôi. Rồi ok. Tầm 3 kim hơn Hoa Thiên ơi. Hồi chiều mua 3 kim hơn. Tùy người bán thôi. Chúng là cái cuốn bí kíp này khai ép lên hết là khoảng 1 triệu nữa mày. Chưa tính Evan các bạn nha. Không tính Evan các bạn nha. Nhưng mà chỉ tính ép bí kíp không á. Còn Evan các bạn vừa rồi là tốn 2.500k dạng á. Thì nó tốn khoảng tầm 250.000. Gần 300.000 thôi. Gần 300.000. Với lại cuốn bí kíp nữa là tốn hết 1.3 triệu. Vừa rồi là úp hết tốn 1.3 triệu á. Không biết đâu nè. 1.3 triệu. Rồi cái này bãi cuộc khảo nha mày. Bây giờ khai trang đây. Chanh càng nhiều kinh nghiệm thì nó sẽ có tỷ lệ up cấp nhanh hơn nè. Cảm giác quá tuyệt vời luôn em ơi. Lên xong quá ok luôn ạ. Đúng rồi, cũng lâu mà lưỡng nghi. Còn giờ đang là sức ứ bất nhiễm. Xong rồi, giờ thôi. Ê, giờ từ khả giờ bọn may mắn rồi. Mọi người bán cho xe chăm. Rồi anh em theo dõi video thì cái sự đầu tư này cho Khải một like cho sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Nói chung thì mình cầm sói ban này nọ, nhiều khi mình giải bùa cũng hay nè. Phải cầm giải bùa phụ ban ok luôn anh em ơi. Giải bùa cái thì giao tranh thôi. Giải bùa cái giao tranh thôi. Chứ mà Khải đi chơi đường môn lên 120 thực sự nó phớ giật lắm anh em ơi. Đường môn mà đỡ 120 Khải nghĩ nó không có giúp được gì cho ban. Mình là cầm cứng cho ban nữa mà đỡ không. Đường môn mà 120 là không làm được gì nữa mày. Mơ tung ảnh đó. Không làm được gì. Từ từ hãy cắt mấy cái phù này á. Mấy phù này đó khi nào xin boss hay đi đâu hay sẽ dùng đến. Chăn cho nó dùng phù thường ấy. Đỡ bị tốn kém. Rồi
anh em theo dõi video thì ủng hộ Khải Mạnh like sự đầu tư này, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11:40 hàng ngày cũng như là 19:40 hàng ngày nha anh em.